Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Đây, thông tin liên hệ nè. Số điện thoại 0348 3083 ha. Mọi người gọi điện, có lúc em bận thì mọi người để lại tin nhắn giùm em ha. Đi ngoài đường chẳng hạn thì không nghe máy được, để lại tin nhắn giùm em sẽ trả lời ha. Rồi, khách hàng mới mua hàng bên em thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha, em sẽ gửi hàng. Rồi, khách đã mua quen thì mọi người có thể ship COD ha, thì em gửi COD luôn. Đặt hàng, chốt hàng ok rồi thì em gửi luôn nha, không có giữ hàng. Với lại em gửi bên Viettel ha, gửi thường nên cái phí vận chuyển nó rất là rẻ, không có cao đâu. Rồi, video hôm nay là mã 250 ha. Rồi, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em ha, và được nhận về mấy cái video mới nhất ha. Rồi, nay em giới thiệu mấy món đồ này ha. Đây có cái nón bảo hiểm của Nhật nè mọi người, nón thương hiệu Nhật ha, HGC đó. Rồi dây an toàn nè, dây để leo trong leo trèo, chặt cây, leo trụ điện luôn nè, dây an toàn để mình làm công trình được. Rồi nay về thêm một ít len nữa mọi người, có mấy cái len của Mỹ ha, Martin USA luôn sản xuất. Rồi với lại có cái ví nè, lại gọng kính ha, gọng kính này, gọng kính titan luôn, gọng kính của Nhật, lai công, gọng kính chất liệu là titan, gọng ha, gọng mọi người về đi cắt kính gắn vô. Ở đây em giới thiệu cái nón bảo hiểm cho mọi người. Nón này nón cũ nha, xài rồi. Đây, ngoại hình HGC, mọi người có thể tìm hiểu cái thương hiệu này ha, thương hiệu của Nhật. Nón này là dạng full cái đầu ha, rồi vô nó full đầu. Về nó hơi dơ bẩn nên chùi cái kính nó tí đó. Nói chung cái kính nó thì rất là tốt, xài nó bền luôn. Người chơi rửa đánh bóng nó lại ha. Đây cái dây nè, dây bằng da luôn. Cái loại này là khóa, nó là khóa khóa như thế này ha. Khóa này nó lóc là rất là chắc chắn luôn mọi người, không sợ bị tuột ha. Mọi người vô khóa như vậy ha. Đó. Lóc cực kỳ cứng luôn. Cái thao tác nó hơi lâu xíu nhưng mà nó an toàn, nó cứng, không có khi nào bị văng cái ra khỏi đầu ha. Nó vô là nó chặt vậy luôn ha. Còn cái loại bấm bấm kia thì nó dễ bị tuột. Bên trong nè, nó tên Korea ha, size là XL, size XL nha mọi người, là đầu khoảng cỡ đầu em cũng mang vừa, mà đầu cỡ đầu cũng lớn cũng được. Cái này đầu 58 tới 60 mang được ha mọi người, 57 đến 60 ha. Cái vòng đầu mình á 57 cm. Ở đây chày ha, nè, rồi chú ý nha, chày sơn nè, rồi về tốt là sao cũng được. Rồi đó, kính đồ khớp chắc chắn, có khóa này, có cái nút gì đây. Kính nó chắc chắn, không sợ bị bể, rất là dẻo nè. Ở đây là cái họng gió nè,
Mở ra là cho gió nó vô cho nó mát ha. Đúng rồi. Ở đây cũng có họng gió này nha. Họng gió này. Rồi, cái nón này mã số 1 ha, 450 nha. Rồi. Rồi tiếp theo sợi dây an toàn của Nhật. Mới gần như 99% luôn, chưa sử dụng nha. Đây. Fuji Japan. Fuji Japan. Mới 99%. Chưa xài nha. Rồi dây này đeo thắt lưng nha. Nó có sợi dây để giữ an toàn nè, là nó dài khoảng hơn mét thôi mọi người ha, rồi mét hai ba gì rồi, rất là mới đẹp chất lượng. Khóa này là khóa hai nấc ha, không sợ bị cấn bị mở tùy tiện đâu mọi người ha. Mình phải bóp cái dưới ha, bóp dưới rồi mới mở được. Catalog. Rồi bộ này mã số 2 nha, 600 ngàn. Tay về hai cái kéo cắt cành của Đức này. Gặp anh này ha. Đây. Hiệu hai hình người, gặp anh này. Hàng nội địa Đức. Hai con ha, tình trạng hai con khác nhau ha. Con này nó xấu hơn tí nè, con này đẹp hơn nè. Có sao nói vậy không mọi người? Còn cái độ mà gơ này kia thì nó không có mọi người, nó gần như nó cho phép ha, được rất là ít để mình sử dụng. Ba xài ok, rất là ít, rất ngon lành. Lưỡi nó thiết kế khác cái lưỡi của Nhật ha, mà rồi coi cái lưỡi nó thiết kế của Đức, nó sẽ vạt xéo cái mảnh dưới đây luôn, cái đường dưới ha, đường dưới gần như là nó bén luôn nè. Rồi nó sẽ rất là mảnh dày nhưng mà nó vát cái miệng mảnh lên ha. Rồi lưỡi trên còn lưỡi ok ha. Rồi con này mã số 4, 800 ngàn. Cái này là hết, nó đút bên trong luôn rồi. Nó đút mình tới trên cái cán luôn. Chứ không phải cái cán bằng nhựa. Này là bên này. Rồi con này là mã số 3 ha, 700 ngàn. Đó, cắt cũng ok nha. Lưỡi nó cũng vác y vậy, hai con cùng một size, cùng một đời ha. Đây lưỡi con này xấu hơn tí ha, vẫn xài ok nha. Lưỡi này xài rất là bền nha mọi người. Nói chung nó tốt cái là nó cái độ rơ nó đó rất là ít hơn cái kéo của Nhật, xài nó bền ở cái độ gơ đó. Còn cái lưỡi thì rất dễ, mọi người liếc lại là xài ha. Để về xài nè, nó đang vẫn còn bén. Rồi kích thước con này là khoảng 20 nha, size 20 21 nè. Rồi hai con ha. Mã số 3 và số 4. Mã số 3 700 ngàn, số 4 800 ngàn. Hai con duy nhất nhưng mà kéo đứt. Số 5 là lưỡi cưa cầm trên cao của Japan ha.
200 ngàn, mã số 5. Lưỡi cưa trên cao nè. Nó có cái đầu cong để cho nó bám vô cái cây mình cưa ha. Giật cái nó bám. Rồi kích thước nó là 33 nè ha. 200 ngàn, mã số 5. Máy điện Nhật Bản. Rồi tiếp theo hai con kính của Nhật ha. Đây. Hai cái gọng kính luôn à. Gọng kính cho mấy bác về đi đặt kính ha. Cái kính nó quan trọng ở cái gọng, kiếm được cái gọng tốt mình xài muôn đời ha. Gọng này titan nha. Hàng hiệu Nikon Japan titan. Chưa sử dụng. Kim loại titan nha, rất là bền mà nhẹ, bền nhẹ đẹp. Hàng titan giờ ở đây mọi người khoảng đâu có dưới 1 triệu mà nó đến 3 triệu, không dưới 1 triệu mọi người. Hàng titan Việt Nam mình. Đây, nó ghi mã rất là nhiều trên cái gọng kính này. Nói công. Rồi, đây là chỉ là cái gọng nha. Còn này là cái mặt để mình đi đo, đi những cái tiệm chuyên làm kính nó sẽ đo, nó đập cắt kính cho mình gắn vô rồi xài. Đây hoàn hảo không tì vết, hàng mới mà chưa sử dụng. Đây nó có thông số luôn mọi người, 140 ha. Rồi chồng 56 nè, nó có ghi hết rồi mọi người. Cái gọng là 140 nữa ha. Này 14 ly ha, 56 14 140. Số cái mắt tính đó. À. Này 140 nè ha. Về ngang cái này nè. Rồi 56 là cái chồng kính nè ha. Rồi 14 là cái ở đây nè. Nè 14 mm ở chỗ này nè, khoảng cách hai cái kính. Hai cái chồng. Rồi con này là mã số đây. Mã số 6 nha mọi người, 1 triệu 2. Trong kính này 1 triệu 2 một cây. Mã 7 là cái chồng cái gọng kính chứ. Cái gọng kính màu đen nha mọi người. Mã 6 là cái gọng kính màu vàng ha. Màu vàng hồng. Đây. Vàng nhưng mà không có đậm, nó hồng hồng á. Rồi cái con này là vàng màu đen nè. Titan đen. Nét công. Đây giá bên Nhật là nó 23-20, hơn 20 ngàn yên. Và hơn 4 triệu Việt Nam mình nha mọi người. Người mà mua trực tiếp bển là rất là cao luôn. Rồi kích thước nó là 140 luôn, 140 12-58 chồng 58 ha. Đây con này chồng đen nè, cái gọng đen. Thông số nè, mét cong. Con này cái càng kính này nó bọc cái chất liệu bằng cứng cứng, mang rất là dễ chịu. Nói chung là nó bọc một cái lớp chất liệu lên ha. Con này thì nó cũng bọc mà nó bọc ngoài đầu ha. Nè, hai con nó khác nhau. À,
Titan nha, rất là nhẹ, siêu bền luôn, nhẹ bền. Đặt một cái kính mang hoài ha. À, nó có dập logo luôn, cái chỗ đỡ cái mũi mọi người, ít công. Rồi hai con này size gần như bằng nhau mọi người, chỉ khác màu thôi nè. Đó, cũng 140. Con này nó gần hơn tí ha, 12 ly, con trên là 14 ly, có khoảng cách đây nè. Còn con dưới thì lại nó lớn hơn con trên cái chồng ha. Con trên 56, con dưới 58 ly. Rồi, chung là nó gần tương đương nhau. Rồi con này, con màu đen, titan đen này mã số 7 ha, 1,2 triệu luôn, mã số 7. Con màu vàng hồng là mã 6 ha, đen mã 7. À, đây có cái ví rồi mọi người, cái ví nam ha. Ví này nó dập hình da, nó dập da lên cái con cá chép, nó làm màu màu vàng vàng đỏ đỏ ra đẹp ha. Nè, quên con cá chép luôn. Ví này hàng cũ ha, bển ha, bển nhập về không thấy hiệu. Này làm thủ công, hãng thủ công bển, cũng như mấy cái chỗ làm thủ công bển nó làm. Này bển ha, cái nào Việt Nam mình nói Việt Nam không rồi. Trước mấy cái giờ ít Việt Nam nó sản xuất thủ công mà nó hết rồi. Rồi, này tình trạng nó vậy ha, người xem chi tiết ha. À, cái kéo này nó bị gãy cái này nha mọi người. Xài nó gãy luôn nè. Nè mọi người ra tìm hai quần áo nó sửa quần áo hai chắc mấy ngàn đồng à. Nè, gắn vô cái dễ, mấy người sửa quần áo họ gắn nó dễ, gắn cái đầu này vô ha là kéo được. À, chỉ hai đầu thôi, chứ hai cái cục này thôi chứ không có hai nguyên dây ha. Tại vì cái cục này gắn vô cái bấm là được rồi. Nè, có chỗ bấm luôn rồi. Rồi kích thước là 12 ha, 12 nhân cho 9.5. Cái này gần như là 11.5 ha, 1.5 nhân 9.5. Ngăn đựng thẻ đâu ha, đầy đủ. Đây là nguyên miếng da luôn nha mọi người, miếng da hộp. Nó dập hiệu, dập cái hoa văn lên ha, dập nguyên con cá lên luôn, cá chép. Rồi cái ví này mã số 8 nha, 350 nha. Tiếp theo là cái đây, à cái bộ dụng cụ, cái bộ dụng cụ này để có cái túi luôn nè, như để chơi đi ngoài trời mọi người, chơi thể thao. Cái này giống như nó mang vô giày nè ha, là cái đế đinh mọi người, đế đinh giống như mang vô giày đây. Không biết xài sao nữa, em đoán là nó mang vô giày á, rồi nó đi ở dưới đá này kia, đi đá leo núi này kia, đi tuyết rồi ha. Em đoán vậy thôi chứ không biết mang sao.
Vậy ha, một cặp luôn ha, y chang. Một cặp. Đó. Rồi, một cặp có túi rồi luôn nè. Rồi mã số 9 ha, 150 ha. À đây cái ổ khóa của Nhật. Cái ổ khóa này là nó rất là đẹp nha. Đây. Kiểu khóa như cái gương đựng tiền xưa mọi người. Giống khóa như cái kiểu khóa cửa, khóa gương đồ đời xưa. Dán nó rất là ngon. Rồi, hoạt động ok luôn nha, mới chưa xài luôn nè. Nguyên hộp. Đó. Bằng thép ha. À, thép nó dày luôn. Đó, giản vậy thôi. Nó có cây cốt để khóa nè. Cho đồ, cho cửa đồ vô đây ha. Sổ qua khóa lại. Rồi mở ra rồi, giờ mình khóa lại, mình bóp vô. Ok. Rồi hai chìa zin ha. Mở ra lại nè. Rồi cái ổ khóa này mã số 10 ha, 400.000. À, đây nó có ghi cái gì? Này nó có chữ luôn. Có chữ nè. Nó dọc cái miếng đồng ha. Cái hiệu Bulldog. Hiệu con chó. À cái mặt con chó nè mọi người. Đây nè. Mọi người xem cái mặt, cái đầu con chó ha. Cái logo của nó, đây, con chó luôn nè. Bulldog ha. Chắc cái hãng này nó chuyên sản xuất cho mấy cái dụng cụ thú cưng ha. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu mấy con len nha. Đây về mấy con len nè. Có mấy con rất là đẹp. Đây. Đầu tiên là con len này ha. Minota. Đây, Minota. Minota MC 58mm 1.4. Con này chuyên trị chân dung nha mọi người. Chân dung xóa phông ha. Xóa phông mịt mù luôn. Chân dung xóa phông. Mua ngầm chuyển gắn vô máy số chụp bá cháy luôn nha. Khỏi chơi được. Đây, lớp câu tích còn rất đẹp. Đây. Trong len như quan trọng nhất là cái lớp này. Cái độ mà chất lượng của nó là cái lớp này ha. Nó còn đẹp. Nó còn nhiều, nó còn ấy thì nó ra cái màu đẹp. Còn cái bị chày hay là bị bụi này kia nó không quan trọng lắm. Tại vì khi chụp lên hình nó không có thấy.
Đó. Cái này nó có xước không mà. Xước xước long long nữa. Xước như con lông này nhỏ nhỏ. Đây khẩu nó rất là êm nha hả. Khẩu nhỏ lớn nhất là 1.4 ha. Nét quay im ru mượt không lỗi gì hết à. Khẩu nè, con này nó là ngàm ngàm F, ngàm MD nha mọi người, MD đây. Cái ngàm nó sẽ như thế này nha mọi người à. Mọi người xài máy số thì sẽ qua cái ngàm này ha, xài Sony hoặc là Nikon, Canon, Panasonic đó sẽ có cái ngàm này. Đây chuyển qua là xong, gắn vô máy mình xài ha. Rồi mọi người, cái ngàm này mình phải đặt riêng ha, ví dụ tùy theo máy, máy nào phải đặt đúng cái ngàm đó ha. Rồi cái len này là nó đang là cái ngàm MD ha, nè MD này. Cái này sang máy do Olympus nè, 1.3 đó. Ví dụ xài Sony thì nó sẽ MD ra nét ha, MD ra nét cho Sony. Rồi mọi người đặt cái ngàm này thì đặt đặt sao ha, ví dụ em đặt giùm cũng được, cỡ 200.000 mà đặt sao với lại nó không có liền được đó, tùy theo máy phải đặt. Rồi cái này là cái len, đây nắp trước sau, nắp của Minolta này, cái nắp. Rồi con len này mã 11 nha mọi người, 1,5 triệu Minota. Rồi hai con này, ba con len này thị trường Mỹ. Này Mỹ về ha. Tamron Mỹ nè. Toyota nè ha. Tamron Toyota, Nhật sản xuất cho Mỹ. Con này nó là 3580 2.8 macro. Con này có thể chụp macro ha, nè macro. Nó chế độ chụp thường, zoom thường và macro. Đây macro mọi người sẽ chuyển nó qua đây ha. Chuyển cái đó. Chuyển cái 80 này nó về đây nè mọi người, để mình chụp macro ha. Còn này là vòng nét, vòng nét rất là êm mượt. Đây Tamron SP 2.8 38. Macro là 1 2.5. Cái độ phóng đại của nó đó, 1 2.5, 1 1 3, 1 4, 1 6, 1 10. Để bụng mình chụp cái đồ vật thể đó, nó nhỏ vậy ha, mình chụp nó sẽ phóng lên 1 1 rồi nó bằng y ha, 1 2 nó sẽ phóng lên gấp đôi vậy đó. Cái độ phóng đại của macro của cái lens. Rồi khẩu nè, mượt luôn ha. Con này kính rất là đẹp nha, kính đẹp. Này kính đẹp, có một cái đốm nhỏ ở trong ha, lên hình không thấy.
hàm này tăm rong. Tăm rong ha. Hàm này bác chế hoặc là tìm mua nha. Đó. Những cái hàm này rất đơn giản. Em có biết những cái bác mà chế những cái hàm này nè, họ chế họ xài ha. Mình có thể chế là ví dụ như cái băng đít hàm này nè. Mình mở ra, mình lấy khung và mình chế một cái outer ha. Cái vặn đít vô. Đó. Là mình có một cái hàm qua cái máy mình để mình xài cho nó ok ha. Rồi. Con này mã 12 ha, 500.000. Con này nó không có nắp luôn rồi, nó về nó chuỗi như vậy, không có nắp. Rồi tiếp theo con này zoom, plan zoom thì cự dài ha, 85 đến 210 mm. Đây. Tam rong. Con này nó có cái hút zin của nó nè. Rất là hay, cái lên cho số. Cái con này nó bị bụi với móc nhiều ha. Nè. Mình thấy móc. Con này phải vệ sinh lại mới xài ha. Rồi nó là macro, chụp macro lên zoom thì macro luôn. Một khẩu ha, 4.5. 85 210 mm, một khẩu 4.5. Tâm rong macro. Một khẩu nó lợi cái là nó lợi cái khẩu mọi người. Thường mấy cái khi mà mình zoom lên á, cái tự động nó sẽ bị khẩu nó nhỏ rồi ha. Còn thằng này zoom lên nó cũng khẩu 4.5, một cái khẩu đó ha, nên nó rất là lợi cho nó. Này khẩu thì vẫn đóng mở bình thường nhảy, nhưng mà khi zoom hoặc là không zoom thì nó khẩu lớn nhất nó vẫn là 4.5 ha, rất là lợi. Tin Japan, thị trường Nhật, của thị trường Mỹ. Thằng này nó sản xuất cho Mỹ. Hiệu tâm rong, cái hút, cái này là cái hút che nắng luôn rồi. Nó làm âm bên trong cái len luôn. Con này nó rất là tiện chỗ này nữa ha. Đó. Rồi vẫn có macro nè. Mình macro mình bấm cái nút này ha, bấm nút này mình chuyển qua macro nè. Nó macro 13, 15, 18. Độ phóng đại nó. Tùy chọn. Rồi muốn xài zoom thì bấm cái nút này kéo qua đây, rồi nó sẽ là zoom 85 đến 210 ha. Rồi đây lấy nét. Rồi. Cái kích thước con này nó là dài 14.5 cm luôn ha, đường kính 65. Rồi con lên tâm rong này mã 13 nha, 450.000. Giá rất là rẻ cho mấy bác về vệ sinh ha. Đây. Bị nó đốm với lại nó bụi. Không có chày nha mọi người. Con này kính không chày luôn, kính nguyên luôn. Rồi, không thấy dấu chày. Rồi, không có nắp luôn mọi người. Nó không có nắp. Rồi cuối cùng con lên con này nó có full cái hộp rất là đẹp luôn. Vivita. Đây, Vivita made in USA. Full hộp da đây. Hoặc bằng da 100% luôn. Vivita series 1 nha mọi người. Con len quyền thoại của Vivita ha. Vivita series 1. Đây, hoàn hảo. Vivita series 1 70-210. Một khẩu 3.5. Một khẩu luôn nha. Con len quyền thoại của máy phim xưa nè. Một khẩu 3.5 macro auto zoom. Đây. Kính nè. Hoàn hảo.
đẹp, không lỗi lầm, có vài hạt bụi thôi, gần như đầy này để xài nè mọi người. Và hạt bụi chụp không có thấy gì, không có lên hình không thấy ha. Lên xài là phải dính bụi, chung mình ra xài một hai buổi là dính bụi liền, không cách nào. Đây khẩu nè 3.5, rồi lấy nát ha. Đây macro là mọi người sẽ cho cái chữ macro này nó về chấm đỏ ha. Hiện tại là đang zoom, đây zoom từ 70 đến 20 nè, zoom là mình kéo vào mấy chữ vô ha, 20 ml đó, nó zoom như vậy ha, kính nó nằm bên trong ha, cho nên zoom mình sẽ không có thấy nó hụt ra hụt vô, nó nằm full bên trong hết rồi. Rồi macro là mình đẩy sát cái này xuống đi, sát cái này xuống, rồi bấm cái nút trắng này ha, bấm nút trắng lắc nó qua chấm đỏ qua chữ macro. Rồi ok, rồi đang chụp macro rồi đó ha. Này rất đẹp, quá đẹp. Rồi con lens này ngàm đâu rồi, Made in Japan ha, Nhật xuất cho thị trường Mỹ mọi người. Ngàm OM ha, ngàm Olympus xưa, ngàm OM. Muốn đặt thêm ngàm có thể liên hệ em ha, em đặt giùm. Ngàm thì có 200.000, 200.000 nữa. Ngàm qua các máy có hết, Sony Olympus, Nikon. Rồi, con len đẹp hoàn hảo. À, nắp zin bằng nhôm nè. Sorry 1. Đây là cái lon da của nó, lon da làm rất là chất lượng, cái lon da sản xuất bên Mỹ ha, Made in USA nè, nó ghi nè, là cái hãng len này nó sẽ sản xuất bên Nhật, nó bán cho thị trường Mỹ ha, và cái này nó sẽ gia công bên Mỹ luôn, cái hộp da nè, những cái quan trọng nó sẽ là gia công tại Nhật, như cái len là nó làm Nhật nè, Made in Japan. Quá đẹp. Còn lên này mã số 14 nha, 1.700.000. Rồi em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.